Hey, chào mọi người. Hôm nay sẽ review cho mọi người xem. Không phải rùa, review khác nha. Rùa quà chén đúng không? Đây là bộ sưu tập tiền của người khác tặng. À, giờ cái này mới ghê nè. Mình ép nhựa từng tấm như nè. Rồi mình dán lên cái quầy tính tiền á, để cho khách xem á, ai cũng khoái hết trơn á. Cho nên là giờ mình ép nhựa để bảo quản được lâu hơn, rồi mình dán lên cho mọi người xem. Với lại khách nào mà vô tính tiền á, hay là đứng người ta lấy phòng á, thì người ta coi, người ta thích lắm. Này là 1.000 won mà, 1.000 won nè mọi người, của Hàn Quốc nè, 1.000 won. Cái tấm này đáng lẽ là nó là hình trái tim nè, hồi xưa của người yêu cũ tặng nè, mà bây giờ đưa cho cái con nhỏ đó, nó ép nhựa sao mà nó gỡ thẳng ra luôn nè các bạn. Mọi người thấy không, thấy 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 cái dấu xếp và cái dấu gấp không đó, cái hình trái tim của ta mà gỡ thẳng như này, có chịu nổi không? 1.000 won của Hàn Quốc nè. Này là tờ 2 đồng, tờ 2 đồng của Việt Nam mình, lâu lắm ạ. À, để coi coi nhiêu. Đồng số series là 0655641 1985, 955. À, là nó bằng đổi mình luôn nè, nó bằng ngày sinh của mình luôn nè. Cái này là 20 Ronno. À, này là cô khách nước ngoài tặng nè mọi người, khách nước ngoài ghé ở rồi tặng luôn nè. Tiền này tiền gì ta? Ronno là tiền gì vậy mọi người, không biết luôn. Cái mặt bà này dễ thương quá, cái mặt ngoại mình ghê. Nó là tiền gì mọi người không biết nha, có ai ai biết comment thì mình, lâu quá không nhắn. Còn này hộ cắm đào này của khách tặng luôn nè, khách này là khách Việt Nam tặng. À, thấy chữ ký không? Đăng Ngọc Hương, Đăng Ngọc Hương nữa, của Đăng Ngọc Hương tặng hộ cắm đào. Của tàu khựa một gioăng, một cân chắc chắc nhỏ xíu xíu quá, 999. Còn này là tiền của 20 gì nè, 20 cái này của Thái Lan quá. Này tiền này chắc 20 bạc quá các bạn. Đi Thái lâu rồi giờ không nhớ. Này chắc 20 bạc quá, hay là tiền chẳng biết nữa. Đẹp không? Ông này đẹp, đẹp trai ghê không? 9.000 nha, 9.000. Tiền này của Campuchia 2016 nè. Là cái này của Campuchia nè các bạn. Campuchia là chắc ria các bạn. National Bank of Cambodia. À, này chắc 99.000 riêu quá. Rúp, 5 rúp, 2 rúp nè các bạn. Này là tiền của Ấn Độ nha mọi người, 5 rúp, đồng rúp là của Ấn Độ. Này nó có ghi nè, không phải không? Này up India, này $1,
mình đâu là quên nữa, cái này là của khách tặng nha, của khách Ấn Độ tặng mình luôn nè, khách Ấn Độ ghé thăm tặng, không phải mình xin mà mình thấy dán trên quầy cái người ta tặng mình, người ta tặng mình để làm kỷ niệm, mình để trên quầy này. One đô la nè, này là tiền nhà của 5 500 Campuchia nè, này thì Campuchia nha các bạn, này chắc mệnh giá nhỏ quá mà đẹp ha, thành tiền là đẹp ghê. Đây, còn này của chắc xưa lắm rồi, cái tờ này đúng cổ luôn nè, chẳng biết giá trị nó bao nhiêu nữa, cũng của Campuchia nè, 1975 tới nay nè, hồi cái nạn đói xưa nè, 1975 đẹp ha. Này tờ Singapore nè, cái này của Singapore tặng nè, của khách người Sing tặng mình luôn, tặng với mệnh giá nhỏ sưu tầm thôi chứ không có lớn lớn ai đâu tặng. Chu đô la đô đô sinh này à. Không biết bao nhiêu. À còn đây là tờ tiền tài lộc nè, cũng của người khác tặng cho mình nè các bạn, này của hai người, một một người là mình mua cái đồng hồ cái người ta tặng mình, còn một người là khách người ta tặng mình, người ta nói tờ tiền này tờ tiền may mắn nè, tờ tiền tài lộc là của bên Campuchia nè các bạn, đẹp phải không, tờ tiền này người ta hay bỏ bóp á. Còn này là Hồng Kông, bên Hồng Chợ Lớn 50 đô la, 50 đô la của Hồng, tiền Hồng Kông các bạn, đẹp không, ép nhựa lên là khác liền, ép pha xanh lẹ ha, giống tờ 50 ngày xưa của mình quá ha, y chang luôn nè, chắc mấy ông kia lấy cái thiết kế của 50 ngàn nè, của 50 đô la Hồng Kông này là tờ 50 ngàn hồi xưa của mình quá. Đây còn đây là 2 đô thần thánh, 2 đô thần thánh đồng tiền may mắn của Mỹ là các bạn, chưa đô la nè, nhưng mà nhiều người người ta thích sưu tầm cái số series á, số series của nó đẹp, cái xấu là cái năm nữa, mà mình kiếm một năm 1970 mấy không có, toàn là 2 đã mấy không ạ, 203 là cũng lâu rồi đúng không, 203 con này 209 à, mình thấy may mắn nè. Những cái tờ này là mình người ta tặng mình không chứ mình không có mua, mình không có ấy, cho nên là mình để mình sưu tầm, mình dán lên cái quầy tính tiền á. Còn cái này mới hàng độc nè các bạn, đây 5 5 8 8 8 8 ghê không, tờ này mới nha, hồi tháng 1 là tháng 1 2019 nè, thấy số đẹp ghê không đó, mình dán luôn là người ta thích, mà ngon cái là mình dán lên quầy á, ai cũng hỏi ủa số này trúng anh, không hiểu sao ai cũng hỏi ủa số này trúng sao dán đây vậy, nghĩ sao trúng đổi tiền tôi xài chứ tôi dán đây làm gì trời, đúng không, đây tại số đẹp tôi dán đây nè, 8 6 6 6 6 năm số 6 luôn, số 8 nữa, này là gọi là phát rồi lọc 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 lọc, mình phát cái lọc thôi chứ mình không có nhận cái lọc số ghê không, ghét không, 75 7 7 7 7 à, mấy này là dạng mình mua là của mấy anh em số đẹp á, người ta thấy mình sưu tầm người ta tặng người ta cho, chứ cũng có nhiều người ta bán đó nha các bạn, nhưng mà mình không có mua, không có dư tiền à, đây nè đọc nè 3 9 9 9 9 9 9 quá dữ, 3 9 9 9 9 9 9 7 2 7 7 7 7 Thấy ghê không? Hồi nãy là 7 năm nha. Hồi nãy là 7 năm. Này là 72, 72 con này 7 năm 77. À, cái này mà vô số xe cái chắc trời ơi. Không biết nó sao luôn. 5 7 nè, tới số 5 rồi các bạn. 8 5 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
Ê, con này mới đọc nè, 6 con vịt, 2 2 2 2, 6 số 2 luôn nè các bạn, ghê không, làm gì kiếm được số này. Đó, số này mới vip nè, đó, ghê không, bởi vì mình mới ép nhựa lên nè, đẹp không, sưu tầm cái này mới hay nè nha, sưu tầm tiền này cũng bình thường thôi, ai cũng sưu tầm được. Đó, con này nè, không, mua một năm cây đèn cầy, mà bắt đầu từ số không nha, không một. Giờ mình vô đây cái mình dán lên cái quầy á, ai vô cũng thích á. Mà không không có bán nha, cái đặc biệt xin cũng không có cho nữa, tại vì cái này mình để mình chơi, mình dán lên cho mọi người xem thôi chứ mình không phải mua bán gì hết, tại vì bán đâu ai mua. Đây đây trái tim đây, đặt vô dán lên quầy. Anh chị em nào muốn xem thì ghé nhà mình lại ngay vô cái quầy tính tiền có dán lên đó nha. Ít thôi nhưng mà còn một mớ nữa mà chưa có ép nhựa như vậy, chưa có thời gian đi, để về vài bữa ép nhựa rồi dán lên đầy quầy luôn. Rồi bye bye nha, bye bye anh chị em nha.